Hi, xin chào anh em. Đây là một sản phẩm đã quá là quen thuộc với anh em rồi. Một mẫu tông đơ của thương hiệu ZSZ. Đây là mẫu có model là F35, một trong những chiếc tông đơ lưỡi kép được khá là nhiều anh em thợ tóc sử dụng ha. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng đi anh em đi khui hộp và khám phá sản phẩm này ha. Let's go. Đây sẽ là chọn bộ sản phẩm của chúng ta. Nó sẽ gồm một tông, bộ 7 cử, dầu chùi phổi, và ngoài ra thì được tặng kèm thêm một cái lược này ha. Đấy. Và tiếp theo là một cái bộ adapter sạc để sạc hết pin. Đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta, chiếc tông đơ ZSZ F35. Tông đơ này thì sẽ trang bị cho mình một cái bộ lưỡi kép, một chiếc tông đơ chuyên phá ngắn đi khung rất êm ái. Để bên mặt động cơ máy và chiếc tông đơ này có giá chưa tới 1 triệu, cho nên là sẽ phù hợp với những anh chị thợ tóc mới vào nghề hoặc là những anh chị chưa có điều kiện kinh tế mua cho mình những con Quan hoặc là Andis thì có thể là sử dụng tạm sản phẩm này ha. Đây sẽ, nó sẽ gồm cho chúng ta những cái bộ cử gồm các size là 1.5, 30, 4.5, 6 mm, 9 mm, 7.5 và một cái cỡ cuối cùng là cỡ 12 mm. Đây, mọi người có thể xem. Và dầu chùi phổi để khi mà chúng ta cắt á, thì chúng ta tra vào một chiếc lược này. Đấy. Chiếc tông đơ này thì có công suất là 9W, pin 5V, và theo như mình đã trải có nghiệm và sử dụng sản phẩm này thì chiếc tông đơ này sử dụng được khoảng là 3 tiếng đồng hồ, pin rất là trâu rồi ha, và cắt tầm khoảng là 15 đến 20 đầu vẫn chưa hết pin nha anh em. Đấy. Thì mình cũng đã trải nghiệm qua rồi, và những anh em đã sử dụng qua thì cũng rất là hài lòng về sản phẩm này. Và tông đơ này khi mới mua về thì cái thanh gạt này nó cũng hơi khá là cứng, cho nên anh em sẽ lấy cái tua vít và nới lỏng cái con ốc này ra một chút ha, để chúng ta điều chỉnh cái size kích cửa lưỡi cho nó dễ dàng thao tác ha. Phần lưỡi kép nè. Máy hoạt động rất là êm ái và rất là mạnh luôn. Rồi, nếu anh chị muốn mua và sử dụng cho mình sản phẩm tông đơ ZSZ F35 này thì có thể đặt hàng trực tiếp dưới link mô tả của video ha. Đấy. Ngoài ra anh chị có thể đến trực tiếp các hệ thống showroom của nhà tài trợ của sản phẩm này, là mình sẽ để dưới phần mô tả luôn ha. Rồi, thì cuối video em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em, và hẹn anh chị ở những video sát. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.